Alo, Giảm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Em mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui. Thì ngày hôm nay em có một câu chuyện nói về bao cao su. Câu chuyện này rất là độc đáo và rất là mắc cười. Mến mời quý vị cùng lắng nghe. Thì có một cái nhà thuốc Tây này á, bỗng một ngày đẹp trời, mỗi ngày nó ế dữ lắm, sau bữa nay nó đắt quá trời. Người ta xếp hàng đóng dài các km để mua thuốc Tây. Thì bỗng nhiên á, họ đứng chờ nắng nóng đã mệt, nó vừa đói nữa. Bỗng nhiên có một anh chàng thanh niên, anh này cũng cao to lực lưỡng nghe. Anh chen lên, anh vừa thở hổn hển vừa chen lên, anh nói làm ơn mọi người ơi, làm ơn làm phước á, cho tôi qua với. Ở nhà tôi á, là có một người đang nằm đợi. Trời ơi, gấp lắm, làm ơn cho tôi qua đi, làm ơn làm phước đi. Thì thấy anh này á, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi thở hổn hển mà mệt mỏi tội nghiệp quá, chắc người nhà đang hấp hối hay gì đây nè. Mấy người kia nói thôi cho ổng qua đi tội nghiệp ổng, chứ để mà mình bắt ảnh xếp hàng hết cái này là người nhà chắc qua đời luôn quá đó. Thật thử ra ai cũng thương tình á, người Việt Nam mình sống có nhân có nghĩa, có tình có nghĩa lắm, cho nên là mới cho anh này qua. Cái ông nội này ổng mới qua mặt hết bao nhiêu người, ta nói dèo người ta xếp hàng cả mấy trăm người đó, rồi ổng qua hết. Ông qua hết thì cái cô bán thuốc Tây hỏi anh muốn mua cái gì, làm ơn lấy cho tôi hai cái bao cao su.